Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách mời, kính thưa toàn thể bà con đồng hương huyện Thanh Chương đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Hôm nay trong không khí ấm áp, thân tình và ngập tràn tình cảm quê hương, tôi xin thay mặt ban chấp hành Hội đồng hương Thanh Chương khu vực phía Nam gửi lời chào trân trọng tới các quý vị đại biểu, quý vị khách quý và các toàn bộ cô bác anh chị em hội viên đồng hương Thanh Chương khu vực phía Nam lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các quý vị, người ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chỗ để quay về, đó là quê hương nguồn cội. Và đúng như vậy, bởi quê hương mỗi người chỉ một, nhưng là chỉ một mẹ thôi. Quê hương ai cũng nhớ, ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Thanh Chương là vùng đất có bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa cách mạng lâu đời, vượt qua sự hình thành và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước. Đất và người Thanh Chương luôn hiện diện, chung lực đấu cật góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng đất dựng nước và giữ nước lớn lao. Người Thanh Chương có truyền thống yêu nước bất khuất, quật cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Nhiều tên đất tên người của Thanh Chương được gắn liền với lịch sử, với truyền thống của dân tộc và trở thành niềm tự hào không chỉ cho quê hương Thanh Chương mà cho cả toàn bộ người dân xứ Huế yêu thương. Nhân dân Thanh Chương vốn có truyền thống đoàn kết, gắn bó, cứu mang và giúp đỡ nhau. Những người con Thanh Chương hiện có mặt khắp nơi trên mọi miền của Tổ quốc. Trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Có nhiều người đã thành đạt về công danh và địa vị trong xã hội. Có nhiều người thành đạt trong sản xuất kinh doanh cũng như trong cuộc sống. Họ là những tấm gương tiêu biểu, góp phần đồng viên các thế hệ con cháu. Thanh Chương không ngừng phấn đấu, vừa lớn lên học tập trau dồi kiến thức để chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa học công nghệ cũng như trong sản xuất và kinh doanh và cuộc sống. Bên cạnh cùng còn có nhiều người nhân dân và con cháu huyện Thanh Chương của chúng ta đang học tập và lao động tại khu vực phía Nam còn có nhiều hoàn cảnh khó khăn cần phải được hỗ trợ. Thể theo nguyện vọng, những người con Thanh Chương xa quê hương làm ăn sinh sống tại khu vực phía Nam nhận thấy cần thiết phải có một tổ chức đồng hương huyện Thanh Chương khu vực phía Nam để cùng nhau chia sẻ, đồng viên và làm cầu nối với quê hương. Hội đồng hương Thanh Chương khu vực phía Nam sẽ tập hợp hội viên trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. Sự ra đời của hội nhằm liên kết, thăm hỏi, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đồng thời là cầu nối tích cực để góp phần xây dựng quê hương Thanh Chương ngày một trào hành. Người con Thanh Chương và các tỉnh phía Nam trên tinh thần cùng nhau đoàn kết, thân ái, tiến bộ và hữu ích. Được sự đồng thuận và được sự chỉ đạo của lãnh đạo huyện Thanh Chương, ngày 11 tháng 9 năm 22 tại trung tâm hội nghị Linh Sri Plat, Gò Vấp, Hội đồng hương Thanh Chương khu vực Hà Nam đã long trọng tổ chức gặp mặt và ra mắt với sự tham dự của hơn 250 đại biểu. Tại hội nghị này đã thành lập các ban chấp hành và giới thiệu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành Hội đồng hương Thanh Chương khu vực Việt Nam. Ngay sau khi ra mắt, Hội đồng hương Thanh Chương đã họp và thông qua điều lệ, quy chế hoạt động của Hội đồng hương Thanh Chương Việt Nam. Nay tuy mới thành lập được hơn 9 tháng nhưng đã có một số hoạt động rất thiết thực và có ý nghĩa, đặc biệt là hội đồng hương để vận động bà con rồi các doanh nhân, doanh nghiệp, hội viên ủng hộ quyền khuyến học. Thì cái này là
thì giờ sẽ có cái báo cáo cụ thể, số lượng, số liệu cụ thể để có cái báo cáo của đồng chí phó chủ tịch hội. Cho nên tôi cũng nêu cái cụ thể ở đây. Hội đồng nhân thế nào ủng hộ tình thương cho người nghèo của tỉnh Nghệ An, ủng hộ đồng bào bạo lực con và con em gặp nhiều khó khăn. Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, ban chấp hành xác định có một số nhiệm vụ trọng tâm của hội đồng hương thanh niên khu vực Việt Nam như sau. Một là tổ chức tuyên truyền sâu rộng và mục đích, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của hội đồng hương thanh niên khu vực Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, tình yêu quê hương xứ sở, gắn kết những người con xa quê. Trên cơ sở đó, phát động quan em thanh niên được sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Việt Nam đăng ký tham gia hoạt động vào hội với số lượng cao nhất. Hai là củng cố các chi hội ở các xã và bà con sinh sống khu vực Việt Nam, tổ chức tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, và du lịch và đền ơn đặc biệt. Tích cực vận động các thành viên trong ban chấp hành, hội viên các doanh nghiệp đóng góp nhằm xây dựng quỹ hội ngày một phát triển, đáp ứng được các hoạt động của hội đồng hương thanh niên khu vực Việt Nam. Trên đây là những nhiệm vụ và tầm quan trọng sắp tới của hội, của ban chấp hành và hội viên cùng bà con hội đồng hương thanh niên khu vực Việt Nam quyết tâm thực hiện đạt thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đặt ra, xây dựng hội ngày càng đoàn kết phát triển. Tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị gặp mặt hội đồng hương thanh niên khu vực Việt Nam lần thứ nhất được bắt đầu. Kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể hội viên sức khỏe, hạnh phúc và thành công.